Xin chào cả nhà. Rồi hôm nay thì Hoàng với anh Lợi tiếp tục quay cửa hàng xe máy cũ cho cả nhà mình tham khảo ha. Thì bây giờ thì mình sẽ quay cái bảng hiệu cho cả nhà biết cửa hàng tên gì và cái địa chỉ ở đâu đó ha. Để Hoàng quay camera lại ha. Rồi cửa hàng mua bán trao đổi xe cũ Thanh Bình. Thì cách chợ Giàm khoảng 100m thôi cả nhà. Đây theo cái hướng tay của Hoàng chỉ ha, khoảng 100m là ngay chợ Giàm nha. Còn cái hướng bên trái bên đây là về bến đò chợ Giàm. Rồi bây giờ mình sẽ vô cập nhật giá tham khảo các mẫu xe của cửa hàng xe máy Thanh Bình ha cả nhà. Rồi xin giới thiệu với mọi người, đây là anh chủ cửa hàng xe Thanh Bình. Chào mọi người, chào cả nhà. Rồi ở đây mình mà có hỗ trợ trả góp gì không anh? Ở đây hả? Dạ. Không có lên đây tự mua tự bán. Dạ. Không có hỗ trợ trả góp nè cả nhà. Dạ. Rồi đây có chiếc Angela. Này 50 phân khối không anh? 50 phân khối. Dạ. Xe này thấy còn mới quá ha. Dạ. Xe này chạy còn đẹp lắm, khách xài kỹ. Dạ. Biển số 66 ha. Xe này 50 phân khối nè, mua cho các em học sinh mình đi học là rất ok ha cả nhà. Rồi để mình lại cái phần trước đầu xe ha. Đây trên cái phần đầu máy nha cả nhà. Máy thì mình xem là sạch sẽ ha, không có xì nhớt nhau hết ha. Nhưng chiếc này mình bán giá nhiêu anh? Nói giá với anh em là 10 triệu nhưng mà khi đến thì cũng giá cả có thể thương lượng được. Nếu dạ. Cứ đến được thì coi rồi cái gì thì trao đổi qua lại. Đó, giá nghe rồi xong mà có gì trả giá cũng bớt chi thung coi cả được. Rồi giá cả thì cũng còn thương lượng ha cả nhà. Giá 10 triệu. Rồi cặp bên luôn là có chiếc Fuel 125. Lên kỹ quê Thái. Biển số cũng An Giang ha. An Giang. Này máy móc mình có làm gì chưa? Máy này xe này thì có chạm rồi. Dạ. Máy có chạm rồi nha cả nhà. Xe này cờ tơi lên. Xe này là gốc là Full Chanel GP nha cả nhà. Lên áo quay Thái 125 ha. Rồi xe này mình bán bao nhiêu ha anh? 20. 20 triệu nha cả nhà. Giá cả cũng còn thương lượng ha. Đây mình có hỗ trợ rút hồ sơ không anh? Có, hỗ trợ rút hồ sơ luôn. Dạ. Giá cả mình rút hồ sơ là mình có thêm phí gì không? 500. Dạ, khoảng 500 ha. Rồi. Tiếp tục luôn là chiếc Black ha cả nhà. Bánh cầm thăng đĩa nha. Thì phục trước với heo dầu đĩa là hoàn thấy là nước sơn zin hết nha. Còn rất là đẹp ha, không có nổ sơn bung sơn gì hết ha. Biển số Đồng Tháp 66 nha. Vàng bạc vàng chân là ok ha cả nhà. Còn rất là đẹp ha. Thấy nước sơn zin hết nha, lốc vô lăng đô cá hợp xích là nước sơn zin hết nha cả nhà. Chiếc Black này mình bán giá nhiều ha anh trai. 14.500.000 còn thương lượng. Rồi phía hàng thứ hai thì có Sigurd nè, Black có hai chiếc màu đỏ với màu cam đen. Hai chiếc Black là bánh mâm thắng đĩa, Sigurd cũng bánh mâm thắng đĩa luôn ha. Rồi để mình quay về phía sau xem cái biển số ở đâu ha. Chiếc Sigurd GC thì biển số Đồng Tháp ha. Ba chiếc này biển số Đồng Tháp hết nha cả nhà. Chiếc Sigurd này mình bán giá nhiêu anh? Giá 10 triệu. 10 triệu nha cả nhà. 10 triệu còn thương lượng. Ừ. Chiếc nào cũng còn thương lượng, giá kêu thì kêu thôi cũng còn bớt chút đỉnh tiền xăng cà phê anh em ở xa ha. Rồi. Đây là chiếc Black màu đỏ. Bánh mâm thân đĩa biển số Đồng Tháp 66. Chiếc này mình bán giá nhiêu anh? Dạ. 15 triệu. Còn chiếc trong cùng 14 triệu.
Chắc chiếc giữa này đẹp hơn quá. Tùy theo xe nha cả nhà, tùy theo tình trạng xe ha, cho nên là có thể là chênh lệch giá 1-2 triệu ha. Rồi mình sẽ tiếp theo luôn ha. Đây có chiếc Fuel 2 nè, cũng Sigurd luôn. Chiếc Sigurd cũng biển số An Giang, ở Châu Thành ha. Fuel 2 biển số An Giang luôn. Rồi. Chiếc Sigurd này mình có làm máy móc gì chưa? À, máy người game ha. Xe này đời 2013 nha cả nhà. Ốc bán đồ là còn sáng hết ha. Thì nói chung là Hoàng chủ yếu là quay sơ một vài món đồ trên xe ha. Chứ không có quay kỹ từng chiếc thì mất thời gian cho cô chú bác anh em nhiều quá. Chiếc Sigurd này bán giá nhiêu? 12 triệu ha. Rồi, tới chiếc Fuel 2 luôn. Fuel 2 này máy gin không anh? Máy vớt rồi, máy chạm à. À, máy của chạm rồi. Mình bán giá sao? Ngoài đó 14 năm. 14 năm. Bánh căm thắng đĩa nha cả nhà. Biển số An Giang. 14.500.000. Rồi, bên trong đây là có chiếc Wenfa và chiếc WZX. À, Wenfa bụng ha. Wenfa chậm. Xe này của hãng Halim. Dạ, quay 50 của hãng Halim. 50 phân khối nha cả nhà. Biển số 67. Xe này có gắn phục sao phục kiểu ha. Lên đĩa trước luôn. Này có lên đĩa heo dầu gì của WS110 nè. Heo dầu kìa, heo dầu lô nha. Rồi, như chiếc này mình bán giá sao? Cái này 8 triệu, giá còn 8 triệu còn thương lượng. Rồi, tới chiếc WZX ha. WZX này máy mình làm cho anh. Máy nguyên zin luôn. Vàng bạc này có giọng cốt chưa, thấy còn đẹp quá anh ơi. Xe này hả? Dạ. Xe này dọn mới nguyên con. À, xe này máy zin nhưng mà là có dọn vàng ngoài đúng không? Quay WZX là có dọn vào ngoài rồi nghe cả nhà. Biển số An Giang nè. 3 số 7 đầu luôn nha. Số nhìn đẹp ha. Rồi để mình lên quay cái phần đầu máy cho cả nhà xem ha. Đây là trên phần bốn ốc đầu máy. Hơi tối quá ha. Để ở nhà hơi phức anh em thông cảm ha. Chiếc ghế tít này mình bán giá sao anh? 25 triệu giá còn thương lượng. 25 triệu giá còn thương lượng. Máy là bao gin đúng không? Máy bao gin. Dạ. Chỉ là có dọn dàn dọn đồ trong hết không ạ? Dọn dàn chân nhưng mà là đồ trong hết ha, hãng á. Tụ ghi chiếc WZX này giá 25 triệu ha cả nhà. Rồi cô chú bác anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ với anh chủ cửa hàng ha. Mình sẽ để số điện thoại dưới phần mô tả nha. Rồi mình sẽ quay chiếc tiếp theo ha. Là chiếc quay 100 biển số Đồng Tháp. Chiếc quay A này mình bán giá sao anh ơi? Sao? Chiếc quay A màu đỏ nè. Dạ. Đó 15 triệu còn thương lượng. 15 triệu là máy móc ok chưa? Nguyên zin. Nguyên zin đó hả? Ờ, vàng bạc ok, không lo còn vàng chậm hết. Rồi, vàng bạc với máy móc là chưa có giọng tốt, chưa có chạm hết nha cả nhà. Qua 100 màu đỏ ha. Còn mấy xe trong đây mình cầm hay là mình bán? À, đây em xe cầm ha, chưa hết. Rồi đi, hồi sớm giờ mình quay mấy dòng xe số phổ thông à. Giờ cũng còn một chiếc quay ZX nữa. Quay cho cả nhà tham khảo luôn. Biển số 67 ha. À, số rất đẹp ha.
3 số 7 đầu, 2 số 6. Xe này của anh luôn hả? Của em. Dạ. Mình đứng tên luôn hay gì? Đứng tên luôn. Rồi. Chính chủ. Chính chủ ha, của anh chủ cửa hàng xe máy Thanh Bình đứng tên luôn ha cả nhà. Mình quay sơ một vòng cho cả nhà tham khảo trước đi rồi mình vô quay chi tiết kỹ hơn ha. Máy móc này mình có làm gì chưa? Máy nguyên gìn. Máy nguyên gìn hết. Dạ. Áo gìn luôn ha. Áo gìn luôn. Không bắn dặm gì hết. Vàng bạc là chưa có cốt dặm gì hết nha cả nhà. Alo. Dạ phải. Đây là heo dầu ha. Dành trước là Goxi ha. Đây là trên 4 ốc đầu máy này cả nhà. Rồi, đây là cái bên phần lốc nồi ha. Cái này mình chưa thấy dặm cốt gì hết nha cả nhà. Nước sơn zin ha, có một vài chỗ nó hơi xước xước ha. Mà nhẹ thôi, ít thôi. Chung là nhìn còn khá đẹp ha. Thì mình thấy sao mình nói vậy nha. Bo Honda Goxi. Rồi, đây là phần cốt bánh sau rồi ha. Chân cam còn thấy vàng luôn nha cả nhà, vàng ươm luôn. Nước sơn hợp xích là cũng ghim hết nè, chưa dặm cốt hết. Tại cũng có mấy chỗ nó hơi xước xước chạy chạy nè ha, mà nhẹ thôi. Lốc bô lăng đu cá, ok ha. Lốc khá đẹp. Rồi, đây là trên phần cầm công tắc xi nhan nè. Đồng hồ à. Ba mấy ngàn cây à. Có chìa khóa không em mượn test cứng máy luôn. Nhờ anh Lợi hỗ trợ test cứng máy. Anh em nào mà có nhu cầu muốn coi mấy cái video clip ở An Giang á thì bấm vô tìm kiếm là Nguyễn Lợi An Giang ha. Rồi nồi thì cũng còn tiếng vọng cọc cọc nha. Nồi gin máy móc gin. Thì anh chủ Thanh Bình cho hay là bao máy nguyên gin. Dàn chân dàn bạc chưa dặm cốt gì. Áo gin theo xe. Xe này mình bán giá sao anh? Xe này hả? Dạ. 34 triệu còn thương lượng. 34 triệu còn thương lượng nha cả nhà. Biển số quyết. Rồi thì hồi sớm giờ mình quay cho cả nhà mình tham khảo một số dòng xe tại cửa hàng xe gắn máy Thanh Bình ha. Thì cả nhà giờ anh em cô chú bác nào có cần mua thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình. Đây cũng có ha. Mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Cho cả nhà alo. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại ha.